bự lắm mà nó lôi tè tè cái nó bẻ cái giờ nhìn nó lôi ăn câu ăn cá vô dính trồng cấy luôn nè cả nhà. Miết đợi nãy giờ có nhiêu đó em ơi, em miết là em lên đường tì. Ủa, cá bự chà bá luôn. Lôi thẳng dây luôn rồi. Chào cả nhà mình nhé cả nhà. Sáng nay hai bố con chưa tiếp tục đi câu nữa nha cả nhà. Nay chủ nhật rồi. Hai đứa con chạy đi vòng vòng câu không có chỗ câu rồi quẹo lên lãng qua câu. Thử cả nhà mà bữa nay nước cạn quá trời luôn rồi. Không biết cá ăn không. Cả nhà nhìn nước cạn khô. Nãy giờ thả xuống nãy giờ nó nhơi nó không ạ. Nước bữa nay nắng hôm nay cái nước cứ giật quá. Chào video Vũ, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Cả nhà xem video thường Vũ ủng hộ Vũ xin một like và đăng ký để có động lực cho những video mới nha cả nhà. Nay Vũ ngồi cách lộ xe không có xa không mới cả nhà, nên tiếng xe chạy hơi ồn, cả nhà mình thông cảm nha. Rồi, giờ để Vũ chuyển camera sau lại, khi nào có cá ăn Vũ quay cả nhà mình xem ha. Cái gì ba? Luffy hay mà Vinh? Phi. Tưởng đâu mà Vinh nhà. Đừng nghe em cả nhà ơi. Con đầu tiên có miếng nhớt là được rồi. Dạ sáng lên hàng vài ta. Bên đây ngon quá câu nó không ăn. À, chỗ này ta trồng bông hồng rồi cả nhà. Bên đây ngon quá trời cá bự bự không mà vô câu sáng giờ nó không ăn. Bên đây nước cạn quá. Mà buông vậy. Đụng tới càng câu cái buông. Lợi hại thiệt. Cái mình ăn trước, cái mình giật trước nha. Rồi cái nhà. Rồi buông nữa rồi. Hê lụm trước nha. Đợi bà lâu quá, đợi của bà lôi lâu quá, của con nó lôi trước luôn. Cuối cùng mình cũng có nhớt nha cả nhà. Nay nước cạn nó ăn ít xìu, nó ăn không như mọi ngày. Sáng giờ mới được 3 con à. Mỗi ngày là nó ăn vậy không kịp đó cả nhà, tại nay nước cạn quá nó nhét. Buông lên rồi. Lôi thẳng dây luôn á trời. Lôi mày mày xuống kìa. Trời nó buông lên rồi nó giật. Lôi. Trời ơi giật. Đó. Ừ luôn. Giờ. Chết mất quá. Nãy giờ cả nhà ơi. Chậm nó nãy giờ các ba. Có dính là mừng rồi. Bây giờ bữa nay cá nó ăn gì mà thấy mắt chán. Mà bữa nó ăn thấy mê. Bữa nay nó ăn trời ơi. Bữa nay nó nhơi không mà nó không ăn. Đâu mày rồi. Đây ở đâu. Mục tiêu rồi kìa.
Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, cái gì kỳ? Ba lôi mất tiêu rồi ba. Xuống để mới để xuống cái nó mài đúng không? Xíu xíu nữa xuống mương luôn rồi. Xíu nữa là lụm nữa rồi cả nhà. Kiếm vài con kiếm ăn cũng được. Bữa nay là thắt chắc rồi hả ba? Lôi mày mày nữa trời. Này là giật ké cả nhà ơi. Này cũng gói. Gói. Trời ơi, bữa nay câu không có cá mà còn xảy lên xảy xuống hả ba ơi. Một ngày câu thiệt là u ám quá. Bây giờ nó lùi. Lùi. Thì chậm chậm, chậm cẩy luôn. Gọi nó lôi cái câu của ba vô luôn rồi. Bỏ cái câu này ra đi ba. Chụp cái câu này để trôi ra ngoài. Đấy mình chụp. Ê kìa kìa, rồi nó lôi tay. Ơi nhỏ rồi. Ít nữa. Trời ơi, cá thì chắc bự lắm mà nó lôi tè tè nó bẻ. Cái giờ thì nó lôi câu. Ăn cá vô dính chồng cẩy luôn nè cả nhà. Trời ơi, cái kèo gì đây ba? Ôi rồi to. Gác càng câu sao để cho con cá lôi càng câu được hay vậy? Gác trên đó đó. Rồi nó bẻ càng câu, nó đọt càng câu qua đó rồi nó buông luôn rồi. Nó cá nó dính rồi đó. Mà lấy gì kéo càng câu vô á chứ. Khó nè. Nó lôi cái câu chạy cái tè ăn cái cả nhà. Có vui nó ăn rồi cả nhà. Mài phao xuống nè. Lụm. Biết lụm lắm. Bành kỳ luôn. Chừng chừng nào về lấy luôn hả? Dớt lấy luôn. Thở sảy con cá. Đâu quan tâm. Cá câu giờ này nó dính cá trọng trọng không à cả nhà. Cái thằng ăn câu vậy mà nó lôi tút lút kìa, hay thiệt trời. Lôi cái tới đó đó cả nhà. Lôi tới đó cái nó bẻ qua bên cái hộp vàng bên đây, chắc nó vướng đâu bên đây. Bẻ qua cũng hên à, để nó lôi thẳng luôn, người ta không biết lôi tới đâu. Lôi tới trụ điện chánh nên chánh lấy luôn ba. Khỏi lội. Lôi càng câu ra nằm dài dưới nước đó cả nhà. Cha vô hồi nào về hãy lội ra lấy luôn. Ăn nữa nha cả nhà. Mày ủa cá bự bự không à ba? Cả nhà ơi. Lại dính nữa nè cả nhà. Cần nó lôi tốt cái dưới sông luôn rồi. Cần đó còn cá, nãy giờ con không thấy cái phao nổi lên là còn cá rồi. Không biết con cá bay lớn mà nó lôi được cái câu đi luôn hay chứ. Nó lôi gớt cái cần xuống nước này cả nhà. Đây, vô đâu có nó dốc không? Đó. Tay ra tay cái cần ra tới ngoài luôn. Rồi cần cái tới đó cái nó bẻ vào đó cái nó bị kẹt cái trong ba cây ấy đó cả nhà, cái nó bẻ không được nữa cả nhà. Nè, vô đâu có nó dốc. Đó. Đó cái cần câu lôi gớt nước vậy đó. Tập trời thiệt chứ. Bây giờ hết lấy cái gì lấy lên được. Nó lôi nè. Có. Rồi ăn rồi nha. Ồ. À, có dính cá bự bự không nè ba ơi. Cái cổ cổ không. Vô ổ rồi. Cái nhà ơi nó trúng quá. Trúng này chẳng gạo rồi. Trúng ổ rồi, kiếm ăn được rồi. Cá chậm chậm không rồi đó nha. Còn
ngọn cần lôi đó, không biết con cá bị lớn lôi rớt cần câu xuống cái lôi thuốc ngoài đó không biết. Cần lôi đó giờ để gì lấy luôn. Để lấy con cá bị lớn. Kìa kìa. Cần này nó kìa là nó lôi rồi cả nhà. Còn cái đây hơi nghịch hướng nắng nó hơi tối cả nhà, mình thông cảm nha cả nhà. Sáng lên sáng cũng không nổi. Ghế gì mà không lôi. Miết. Miết, đợi nãy giờ có nhiêu đó em ơi. Em miết là em lên đường. Ôi dồi ôi, gãy câu con. Cầm chút mình gãy nữa là thôi bỏ. Em nữa. Ăn nữa nè cả nhà. Cả nhà thấy nó tì tì cái phao xuống không cả nhà? Đó. Tì. Ồ, cá bự chà bá luôn. Ồ. Cá đực hả bà? Tì cái phao xuống là biết. Cá bự sức luôn hả? À. Chút xíu nữa là đi luôn rồi. Cá đực cả nhà, đó tư, cá hồng hồng, đẹp ghê. Đó, ăn nữa nè cả nhà. Hết ăn cái tức mịn để nó quất. Ủa gãy câu. Thấy căng càng câu thấy ghê quá. Được. Lấy càng câu kia về được rồi bay. Ôi 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 con bánh bèo này nó lôi nè. Ok ok ok. Dạ dạ nè, thẳng dây luôn. Lôi thẳng dây luôn rồi. Quá wow, trời. Cuối cùng ông cũng dính được con cá. Bây giờ ông khóc lóc hoài luôn cả nhà. Còn cấy không? Đủ ăn rồi, lấy câu kia về được rồi. Tính thôi bữa nay mớm mà cũng sống được cả nhà. Dạ. Còn cần câu của tao à. Cần đó không biết con cá còn không biết bự hay nhỏ nè. Giờ lội ra lấy luôn hả ba. Cả nhà ơi, lội lấy câu cả nhà ơi. Cần câu nó lôi nè. Không biết còn cá không? Không biết còn không biết. Câu nữa là còn dính nữa cả nhà, thôi về cả nhà, đủ ăn nè. Chưa, về làm cơm được rồi nó không. Ừ. Ê, còn cá ơi. Còn không? Bự không vui? Bự không? Bởi vậy tại để cho cái này nó láng quá nó lôi nè. Trên công nước á. Quán gì cái đục luôn á đằng này. Là ai đi câu cá gì ba vô không cá rồi lội lấy câu gì nè. Trời đất ơi. Câu cá phải lội dưới nước câu gì. Ơi trời ơi. Cá bị lớn rồi mà lội rồi câu không nữa. Để cái câu gì trời. Rồi kết thúc clip về luôn đây. Vui cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của vui nha. Cả nhà cho con Vui xin một like và đăng ký để có động lực cái những video mới nha cả nhà. Hôm nay cũng khá cá cả nhà ơi. Cũng làm cái clip đi câu cũng vui nhộn. Và
cả nhà mình xem, nhớ đăng ký, nhớ like cho vui nha. Giờ chào và hẹn gặp lại cả nhà. Trời ơi, con cá bà lớn lôi con câu nè cả nhà. Thấy thèm. Thấy thèm con cá chưa? Nó bị lớn nữa bắt vô lội ra tới ngoài mãi. Bà lớn này bà lôi con câu. Rồi thôi kết thúc. Chào cả nhà.